Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Tin tức Việt. Sau đây mời quý vị cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5. Theo quý vị, cơn bão số 5 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 10 từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung của nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 110,4 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 tương đương với 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 108,9 độ kinh đông, trên khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,0 cho đến 18,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc, 107,2 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam và Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông từ 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên là khu vực từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lúc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 10,5 độ Kinh Đông. Trên đất liền khu vực Trung Lào, Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6 là dưới 40 km h Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển Thưa quý vị, ngày và đêm nay, ở vùng biển phía tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0 m, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4,0 đến 5,0 m biển động rất mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ ngày hôm nay, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền từ nay cho đến ngày 13 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến trong khoảng từ 200 cho đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt. Ở Quảng Ngãi phổ biến là từ 100 đến 200 mm trên một đợt, có nơi trên 200 mm trên một đợt. Từ ngày mai cho tới ngày 14 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200 mm trên một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm trên một đợt. Từ nay đến ngày 12 tháng 9, các tỉnh Bình Định, Con Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 80 mm trên một đợt, có nơi trên 100 mm trên một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Thưa quý vị, dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền trên cả nước sẽ ra sao trước cơn bão đang đổ bộ này? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin của chúng tôi. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, có mưa to đến rất to. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 18 đến 20 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9 có mưa to đến rất to. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ ngày 18 đến 20 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, có mưa to đến rất to. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày 18 đến 20 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng ngày 11 đến 12 tháng 9, phía Nam có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Từ ngày 15 đến 20 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13 đến 20 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên từ ngày 11 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cho đến ngày 14 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, phía nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 15 đến 20 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 15 đến 20 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang thông tin tiếp theo, vừa chống bão vừa chống dịch, Đà Nẵng lên phương án chưa có tiền lệ. Lần này, thành phố chống bão khác với những lần trước và chưa từng có tiền lệ bởi vừa phải chống bão, vừa chống Covid-19, mặc dù đã có kinh nghiệm chống bão nhưng các đơn vị địa phương không được chủ quan và không để lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình chống bão. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng chống bão, trong đó việc tổ chức lực lượng và sơ tán dân đến nơi an toàn là vấn đề lớn. Các địa phương phải có phương án sơ tán dân, bố trí nhiều địa điểm, khi sơ tán thực hiện như phương án giãn dân ở các vùng đỏ trong thời gian qua. Nguyên tắc mỗi hộ gia đình ở một phòng, tránh bố trí nhiều hộ gia đình vào một phòng. Bí thư Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các sở ngành địa phương ngay trong ngày 11 tháng 9 tiến hành tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác phòng chống bão xuống tận cấp cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc cho xã, phường trong quá trình triển khai, nhất là việc bố trí di rời dân. Ông Quảng yêu cầu mở ngay Âu Thuyền Thọ Quang để tàu thuyền các địa phương vào chú bão. Mặc dù hiện tại Âu Thuyền đóng để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, nhưng an toàn của ngư dân là trên hết các đơn vị địa phương phải xây dựng phương án đón ngư dân vào chú bão, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tất cả mọi người vào đây đều phải xét nghiệm và phải ở trên tàu. Khi bão vào, Sơn Trà phải bố trí địa điểm để đưa họ lên bờ. Sở Công Thương được giao lên phương án cụ thể về việc tích trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chống bão. Các đơn vị địa phương tập trung chống ngập úng cũng như nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở huyện Hòa Vang bởi tác động từ hoàn lưu bão. Ngoài ra, các sở ban ngành địa phương lưu ý công tác phòng chống bão ở các công trình trọng điểm, khu vực sung yếu, nhất là công trình dự án nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nhà máy nước Hòa Liên, khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện giã chiến ở khu ký túc xá phía Tây thành phố. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.